Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 291: Ứng biến. Một khúc thập diện mai phục, đàn đến rung động tâm can. Phương Lệnh đặt đàn tỳ bà xuống, ngồi vào bàn. Mà giờ phút này trong lòng Bùi đại nhân đã ôm Phương Phỉ, bên người Tạ Chi Phi là Hạ Mama đang dựa vào, Phương lệnh chỉ có thể dựa sát vào bên cạnh Yến Tam hợp. Giả trai, mà thôi. Mấy năm nay, đôi tay của các nàng vạn người gối, nhưng đôi mắt cũng xem được cả vạn người. Tên giả trai này tuy rằng mỗi lời nói cử chỉ đều giống nam nhân, nhưng mùi thơm trên người lại là mùi thơm của nữ tử. Là một cô nương. Phương lệnh nào biết, cô nương này không phải là người bình thường. Nàng vừa vào hang tiêu hồn, vừa nhìn Trần Thế này, trong lòng đã tính xong hết. Tam gia, tiểu Bùi gia, chỉ uống rượu như vậy thôi thì chán lắm, hay chúng ta chơi trò gì đi. Bùi Tiếu sợ tới mức thiếu chút nữa ném quạt, hiếm lạ nha, bà đồng còn biết chơi trò chơi nữa. Tả Chi Phi chậm rãi khoanh tay, nhìn cô Cưng chiều nói. Muốn chơi gì, cứ nói. Gặp dịp thì chơi có hơi quá. Dùng vẻ mặt Cưng chiều nhìn ta thế này cũng hơi quá. Yến Tam hợp bưng chung trà lên, uống một ngụm trà, che giấu sự lúng túng bất ngôn có dạy ta một trò chơi gọi là thật hay thách dô nghe tên thú vị đó tả chi phi vui vẻ một sướng một họa với nàng họa xong còn đá đá chân tiểu bùi ra bên cạnh mau hùa theo tiểu bùi ra vội nói nhanh nhanh nói nghe thử đi được hỏi xong yến tam hợp mở miệng nói sáu người chúng ta ném xúc sắc so lớn nhỏ lớn nhất thắng nhỏ nhất thua người thua thì chọn nói thật hay thử thách lời này vừa dứt ngay cả hạ ma ma cũng thấy hứng thú phương lệnh cười quyến rũ nói vậy thế nào là lời thật lòng thế nào là thách thức yến tam hợp nâng cầm phương lệnh lên học theo tam gia lệnh nhi nam tử ngươi thích nhất tên là gì phương lệnh ngẩn ra yến tam hợp muốn trả lời thì phải nói thật không muốn trả lời thì phải chịu trừng phạt mặt phương lệnh đỏ bừng yến công tử trừng phạt như thế nào yến tam hợp đơn giản thôi để Yến công tử hôn một cái coi như là trừng phạt. Phương lệnh khẽ đấm bàn tay trắng nõn qua. Ai ra, Yến công tử, người xấu quá. Yến tam hợp cũng hoàn toàn bất chấp. Lệnh nhi, người có từng nghe một câu, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không. Phương lệnh giả bộ vừa xấu hổ, vừa rúc vào trong ngực Yến tam hợp. Tả chi phi lại đưa chân đá bùi tiếu, nàng học trò này ở đâu thế? Bùi Minh Đình, người đó. Tả chi phi so với yến tam hợp phong liêu thứ khiến tạ chi phi và bùi tiếu càng khiếp sợ hơn chính là bản thân trò chơi này nếu như chi phí mạo hiểm quá cao các nàng chắc chắn sẽ chọn nói thật lời thật lòng có thể nói lời khách sáo có thể giống như vô tình tìm hiểu vài thứ bọn họ muốn tìm hiểu nhưng phải xem kỹ xảo hỏi như thế nào nữa bùi tiếu đá lại tạ chi phi một cái lấy tuyệt chiêu của ông chủ sòng bạc ra đi tạ chi phi còn cần ngươi nói chắc 6 người ném xúc sắc. Vòng 1, tiểu bùi ra vận may tốt, ném 6. Tam gia xui xẻo, ném một. Tiểu bùi ra tức giận muốn hộp máu, thầm nghĩ chúng ta đến trên người đối phương có bao nhiêu nốt ruồi cũng biết rõ ràng, còn cần ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi sao. Hỏi hắn thích ai? Chỉ có đại cô nương tiểu tức phụ mới thích hắn. Hỏi nữ nhân đầu tiên của hắn là ai? Người ta vẫn còn trinh đó. Hỏi hắn đã hôn ai chưa? khi còn bé huynh đệ hai người ngủ chung một cái giường từng hôn đầu ngón chân của tiểu bùi gia yến tam hợp dùng đũa gõ gõ chung rượu keng một tiếng tiểu bùi gia muốn hỏi gì tiểu bùi gia vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày chuyện đó chuyện mất mặt nhất ngươi từng làm chỉ thế thôi sao chỉ thế thôi sao chỉ thế thôi sao ba người hạ ma ma vốn muốn xem kịch vui vừa nghe lời này thì cổ lập tức rụt xuống ba tắc lại là keng một tiếng yến tam hợp lại hỏi ngươi muốn tam gia mạo hiểm cái gì tiểu bùi ra nháy mắt với tả chi phi huynh đệ xin lỗi không tàn nhẫn một chút thì các nàng sẽ không nói thật đâu đơn giản quỳ xuống học tiếng chó sủa lời này vừa dứt cổ ba người hạ ma ma lại dài ra sáu con mắt lập tức sáng lên yến tam hợp gõ chung rượu tả chi phi ngươi chọn lời thật lòng hay mạo hiểm tả chi phi im lặng yến tam hợp ta chọn lời thật lòng yến tam hợp như vậy chuyện mất mặt nhất ngươi từng làm là khi còn bé khoảng 4 năm tuổi ngủ chưa bị đái dầm tiểu xong thì chỉ vào người bên cạnh nói không phải ta đái mà là người đó tả chi phi tự giễu cười cha đi xuống thường ta một cái tát kêu ta nhìn đúng quần của mình người nào đó vừa thấy ta bị đánh còn vui vẻ mắng ta không biết xấu hổ ba người hạ ma ma trời ạ à tạ đại nhân anh Tuấn, khi còn bé cũng đái dầm ư. Tiểu bùi ra, lúc nhỏ ta với ngũ thập còn có vụ này à? Yến tam hợp, về sau không thể nhìn thẳng ngươi nữa, tam ra à? Tạ chi phi nhìn khóe miệng yến tam hợp hơi nhếch lên, đôi mắt đen trong suốt không che giấu được sự đau đớn. Sự thật của câu chuyện không phải như vậy. Người thật sự đái dầm là nàng, cũng ở trong tháng ma quỷ này, không biết vì bị kinh hãi gì mà tè dầm ba ngày hắn ở bên cạnh vỗ tay cười nhạo, cha đi lên thường cho hắn một cái tát, nhà đầu kia vốn nước mắt lưng tròng, vừa thấy hắn bị đánh thì chợt nở nụ cười, còn thổi ra một cái bọt nước mũi. Lúc đó hắn hơi bị chê cái người kia, thầm nghĩ ta đường đường là tiểu trịnh ra tại sao lại gặp phải một tiểu tổ tông như vậy. Có thể đổi cho hắn một người khác không? Mọi người thấy vẻ mặt tả đại nhân có hơi bất ổn, cảm thấy hắn hắn là đang ngược. Hạ ma ma vội cười nói. Nào, chúng ta chơi tiếp nào. Phương lệnh, đúng, 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 chơi tiếp đi. Thiên Phương phỉ cười khúc khích vài tiếng, vô tư hỏi. Tạ Đại Nhân bây giờ còn đái dầm không? Tạ Chi Phi lạnh lẽo nhìn nàng. Bồn Đại Nhân bây giờ chỉ có khiến người khác đái ra quần thôi. Yến Tam hợp ngẩn ra, lời này có ý gì? Mấy người còn lại nhìn Tạ Chi Phi, ừ, với dáng người và diện mạo của Tam gia, quả thực có bản lĩnh này. Vòng thứ hai bắt đầu, Tạ Tam gia thua được ném trước. Lần đầu, vì không để cho các ngươi nổi lòng nghi ngờ, Tam gia ta mới nhường cho các ngươi, sau đó sẽ không khách khí nữa." Tam gia ném một cái đã được sáu nút. Hạ Mama xui xẻo, ném một nút. Tam gia cười gian xảo. "Hạ Mama, cha ta nói nơi này của các ngươi vốn dĩ có một hoa khôi tên là Thệ Thủy, không chỉ thi từ ca phú có xuất sắc, vẻ ngoài còn là một tuyệt sắc nhân gian, ngươi có đố kỵ với người ta không?" Anh Yến Tam hợp tỏa sáng, hỏi hay lắm, dò đường trước. Nàng gõ chung rượu Tam gia, ngươi muốn hạ ma ma mạo hiểm cái gì? Tả chi phi làm bộ suy nghĩ một lát Đơn giản, uống bình trúc diệp thanh này đi Tàn nhẫn đấy Trúc diệp thanh rất nặng Uống hết một bình thì chắc chắn sẽ say Yến tam hợp lại gõ chung rượu Hạ ma ma, ngươi còn thật hay thách Hạ ma ma cười khanh khách Yến công tử, ta chọn lời thật lòng Yến tam hợp Câu trả lời của ngươi là gì? Hạ Mama quyến rũ nhìn Tạ Chi Phi, thẳng lưng. Năm đó nàng là hoa khôi, ta là bảng nhãn, Vũ và Cầm ta đều đánh ngang tay với nàng, nàng thắng ở thi thư, vì sao ta phải ghen tị với nàng? May mắn là gì? Đó chính là may mắn. Ánh mắt ba người đồng loạt sáng lên. Nếu Hạ Mama và tính Trần cùng tranh hoa khôi trong một năm, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ có hy vọng rồi. Chương 292: Mạo hiểm. Vòng 3 vận may còn ở chỗ tam gia, hắn ném một lượt nữa lại ném được sáu nút. Hạ ma ma hẳn là đụng phải quỷ xui xẻo rồi, lần này lại ném một nút. Tả chi phi nhìn hạ ma ma, vẻ mặt đau lòng. Thệ thủy người ta đã sớm được chuộc ra rồi, sao ma ma còn ở đây? Sắc mặt hạ ma ma hơi đổi. Tiểu bùi ra giả vờ cả giận nói. Tả ngũ thập, người nương nó còn là người sao, sao lại cứ đâm trúng chỗ đau của hạ ma ma như thế hả? tên nhóc ngươi đâm tốt lắm tiểu bùi ra thầm khen một câu cùng gõ trông rượu nói đi ngươi muốn hạ ma ma thử thách gì vẻ mặt tả chi phi hối hận đều tại ta tò mò quá xin lỗi ma ma dứt lời hắn cầm lấy bình chốc diệp thanh kia lại ra lệnh cho chu thanh cầm một cái chén lớn qua đổ đầy rượu vào trong chén chỉ thấy hắn bưng bát lên uống một hơi cạn hơn nửa bát còn lại non nửa bát đặt trước mặt hạ ma ma không cần trả lời trực tiếp uống rượu đi. Ơ, ờ, tả đại nhân thật biết thương hương tiếc ngọc. Thiên phương phì che miệng cười khanh khách. Hạ ma ma non nửa đời người đều hầu hạ đàn ông, lời khó nghe gì mà chưa từng nghe qua, chuyện khó xử gì mà chưa từng làm. Lời tả đại nhân vừa hỏi, có đáng là gì đối với nàng đâu. Đáy lòng hạ ma ma đột nhiên dậy sóng, nàng bưng cái bát kia lên, bàn tay nhỏ nhắn che lại uống hết non nửa chén rượu còn lại. Sảng khoái, tiểu bùi ra tặc lưỡi. Trăm năm tu hành mới được cùng ngồi một thuyền năm mười năm tu hành mới được uống cùng một chén rượu đây nương nó là cái duyên phận gì đây ngươi cút sang bên cạnh đi tạ chi phi gấp cho nàng một đũa thức ăn mama ăn chút gì đi bụng rỗng uống rượu dễ đau dạ dày nam tử trẻ tuổi tuấn tú với ánh mắt chân thành tha thiết giọng nói trầm trầm dịu dàng tuy rằng tay cũng ôm nàng lại duy trì một loại phong lưu vừa vặn chẳng hề khiến cho người ta phản cảm hả mama cười nói ta đây có tài đức gì, có thể để cho đại nhân gấp thức ăn, phải là ta hầu hạ đại nhân mới đúng. Đại nhân, mau, nếm thử món mang này đi. Yến Tam Hợp xem đến đây mới hoàn toàn hiểu được, tả chi phi được đám nữ nhân hoan nghênh, không phải vì khuôn mặt kia, mà là bản lĩnh lạt mềm buộc chặt của hắn. Nào nào, tiếp tục thôi. Lúc này, tiểu bùi ra cầm lấy xúc sắc ồn ào. Ta cũng không tin ta không ném được một lần sáu nút. Vừa dứt lời, đã ném được sáu nút, tiểu bùi ra cực kỳ hưng phấn. Hạ Mama hiển nhiên là đi vệ sinh không rửa tay, vận may thối lại ném một nút. Phương phỉ che miệng cười, ngữ khí chua chát bay khắp năm dặm. Cũng không biết con xúc sắc này có thủ án với Hạ Mama nhà chúng ta hay là có tình đây. Sao lần nào cũng đến lượt nàng thế? Khó lắm mới gặp được mấy vị khách thú vị, chỉ có nàng dành hết, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi. Hạ ma ma vốn còn oán giận mình xui xẻo, vừa nghe lời này thì đột nhiên nổi lên lòng háo thắng. Còn lẳng lơ, bản thân không có bản lĩnh quyến rũ trái tim nam nhân còn trách ta, sao không đái một vũng mà soi lại mình đi. Nếu ta trẻ hơn 20 tuổi, còn có chuyện của các ngươi chắc. Tiểu bùi ra, đến đây, hỏi đi. Hạ ma ma lắc lắc vòng eo mảnh khảnh, ngữ khi giống như thiếu nữ vừa giận vừa yêu kiều, âm cuối còn mang theo tiếng run rẩy, khiến tiểu bùi ra giật cả mình. Nương nó. Nếu oan gia của ta nói với ta như vậy, chỉ sợ ta sẽ vứt hết ra pháp tổ tông ra sau đầu luôn. Đừng hỏi hạ ma ma nhà chúng ta mấy câu khó quá. Tả chi phi cố ý đưa tay chỉ bùi tiếu, cố ý cảnh cáo. Cứ tùy tiện hỏi là được. Việc này sao có thể tùy tiện được chứ? Tiểu bùi vẻ mặt cười xấu xa. Hạ ma ma, ma ma vốn là thiên kim tiểu thư nhà ai vậy? Hạ ma ma vừa nghe lời này đã biến sắc kỹ nữ của giáo phường ti kim kỹ nhất bị hỏi chuyện cũ trước kia đó là đoạn thời gian tốt đẹp cả đời các nàng không quên được hình phạt của ta tiểu bùi gia chỉ vào yến tam hợp hắn biết rõ nhất yến tam hợp nheo mắt hờ hững nhìn tạ chi phi phạt nàng uống rượu với tả đại nhân nhà chúng ta một đêm tán gẫu một đêm phong nguyệt tiểu bùi gia ác như vậy sao tạ chi phi chôn ca ca hà bởi vì cái gọi là không vào hang hồ làm sao bắt được hổ con? Ý nghĩ của Yến Tam Hợp rất đơn giản, phía trước Tam gia đã làm nền nhiều như vậy, vậy thì đừng để lãng phí, thời gian một đêm cũng đủ để hắn đào ra vài thứ từ trên người Hạ Ma Ma rồi. Tả Chi Phi vốn đã có ý định này, nhưng không biết vì sao, khi nghe Yến Tam Hợp nói thì trong lòng vẫn hơi không thoải mái, thật giống như nàng liều mạng đẩy hắn ra ngoài cửa vậy. Chuyện đam mỹ, hắn nhìn Yến Tam Hợp thật sâu, sao có thể như vậy chứ? sự trong sạch của ca ca ngươi, ngươi không phải nên trông một chút sao? cái nhìn này khiến cho yến tam hợp chơi trột dạ. nàng hóa niệm giải ma thay người chết, cho tới bây giờ đều là người khác nợ nàng, nhưng nàng lại nợ người trước mắt càng ngày càng nhiều. vụ án trịnh gia phải điều tra thật kỹ, phải thật dụng tâm điều tra, coi như trả lại nhân tình cho hắn. sự ấy nấy trong đáy mắt yến tam hợp tạ chi phi thấy rõ ràng, nàng vẫn mềm lòng quá đáy mắt hắn cố ý là một ngọn lửa bốc cháy. Hả Mama nói thật hay thách, Mama chọn đi. Hả Mama nhân vật gì? Gương mặt bà đã sớm khôi phục tỉnh táo, bàn tay nhỏ nhắn bưng chung rượu lên, đút cho Tạ Chi Phi một chung. Nếu Tạ đại nhân không chia ta thì ta sẽ uống với đại nhân đến không say không về. Bùi Thiếu tỏ vẻ xem kịch vui. Ngũ thập, người thật có phúc, Mama có hơi già nhưng bản lĩnh hầu hạ người thì không già đâu. Phương Phỉ vừa thấy hạ ma ma đã lớn tuổi như thế, vậy mà còn có thể ngủ với khác thì lại hơi chua chát. Bùi đại nhân là chê ta tuổi trẻ, hầu hạ không tốt sao. Tiểu bùi ra nhìn Phương Phỉ một cái, chậm rãi trả lời một chữ. Ừ. Phương Phỉ giống như không thể tin được trợn tròn mắt, trong mắt chảy ra ánh nước. Nếu đại nhân chê ta không tốt, vậy thì đổi người tốt đến đây đi. Dứt lời, nàng dẫm chân một cái, xoay đầu tông cửa mà đi. Yến Tam Hợp biết rõ Bùi Minh Đình làm như vậy là muốn tranh thủ thời gian cho tạ chi phi, vì thế mới thêm dầu vào lửa. Một lời không hợp đã nổi giận, đây là ai hầu hà ai chứ? Lời này vừa dứt, không khí trong viện chợt trầm xuống. Phương lệnh sờ tới mức mặt trắng bệch, trông cậy vào hạ ma ma giải vây. Trong lòng hạ ma ma chỉ hận không thôi. Con lẳng lơ kia có biết bùi đại nhân là ai không? Người ta có bao nhiêu quan hệ với Hoàng Thái Tôn, Dám bỏ hắn lại, đúng là lật trời mà. Ai ra bùi đại nhân, yến công tử, tiểu nương tử không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với nàng. Yến công tử lạnh lùng, hất cằm, kiêu ngạo không nói lời nào. Bùi đại nhân thì cầm lấy một bình trúc diệp thanh khác, đổ vào trong bát lớn trống không kia, sau đó chỉ tay, chỉ ra thái độ của hắn. Mama uống chén rượu này, chúng ta sẽ không so đo nữa. Hả mama đã uống nửa chén lại thêm một chén nữa, thì chắc chắn sẽ say, bà dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tạ chi phi. Tạ chi phi cười hờ hững. Được rồi, quy củ cũ, người một nửa, ta một nửa. Dứt lời, hắn cúi đầu, nói bên tai hạ ma ma. Uống rượu như vậy mới có tư vị chứ. mươi 293, yêu nghiệt. Hơi thở ấm áp của nam nhân trẻ tuổi rơi vào lỗ tai, nửa người hạ ma ma đều mềm nhũn, hồn phách bay khỏi thân thể, ở trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa vài cái mới lại rơi xuống bà không nói hai lời cầm lấy chén uống hơn phân nửa chén sau đó đưa chén tới bên miệng nam nhân ra ngài uống chậm một chút uống từng ngụm từng ngụm thôi uống vội dễ say vẫn là ma ma ân cần tả chi phi cầm tay bà vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn yến tam hợp ánh mắt của hắn giống như nhuộm lá trúc xanh phóng đẫm lại chán trường đa tình lại vô tình trái tim Yến Tam Hợp đã không còn đập nhanh nữa, mà có một phút chốc đã ngừng đập luôn. Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt uống rượu xong, hất cầm với bùi tiếu và Yến Tam Hợp, mặt mày vẫn lộ vẻ phong lưu. Đêm xuân ngắn ngủi, Minh Đình, Tam Hợp, các ngươi tùy ý, ta không ở chỗ hai vị giết thời gian nữa, hạ ma ma, chúng ta trở về phòng tìm niềm vui nào. Bùi Minh Đình cười ha ha nói. Huynh đệ, nữ nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, 50 chỗ ngồi có thể hút đất, người nên kiềm chế một chút. Kiếm chế cái gì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu, ha ha ha. Trước người tam gia là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, bóng sáng và người này hợp lại, vững vàng nâng đỡ tất cả sự phong lưu, đa tình, cô độc, yếu đuối của hắn. Ánh mắt Yến Tam hợp chợt lóe lên. Nàng có loại ảo giác, tên yêu nghiệt này vươn ra một ngón tay ngoắc ngoắc với nàng, sau đó bất chợt đã móc lấy trái tim nàng không kịp ngẫm nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc. Nàng chỉ có một ý niệm, muốn chặt tay yêu nghiệt kia. Trong phòng có sáu người, đi ba người, phương lệnh trong lòng nàng chợt thấy bồn chồn, không biết mình nên đi hay là nên ở lại. Chu Thanh Yến tam hợp thấp giọng gọi. Chu Thanh lấy bạc trong ngực ra, đặt ở trước mặt phương lệnh. Cô nương đi đi. Phương lệnh cầm bạc, đi một bước quay đầu ba bước. Chờ nàng rời đi, Yến Tam Hợp mới bình tĩnh mở miệng. Tam gia vừa mới nói hai chữ, tùy tiện, hẳn là bảo chúng ta chờ hắn. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo tê rung truyện. Việt Nam. Bùi đại nhân vừa nghe lời này, cả người chợt lúng túng, tuy nói trong phòng có một chu thanh, nhưng cái hồ lô thì chẳng tính là người. Nói cách khác, hắn và Yến Tam Hợp đang ở riêng với nhau, nên nói cái gì cho phải đây. A. À, à, à. tuy rằng khoảng cách cầu hôn đã lâu, nhưng tiểu bùi ra ta còn chưa thoát ra được. Hắn nuốt một ngụm nước miếng hỏi, vậy chúng ta cứ chờ hắn thế này sao? Yến tam hợp. Giáo phường ti có cho người tùy ý đi lại không? Bùi tiếu. Đương nhiên có thể. Yến tam hợp. Đi ra ngoài một chút, ta muốn xem tính trần chín năm qua đã ở đâu. Từ xa hoa trụy lạc đến thanh đăng cổ Phật, ở giữa cách mấy trăm ngọn núi, mấy vạn con sông, đường chi vị 27 tuổi chuộc thân, tuổi không tính là quá lớn, nàng hẳn là có rất nhiều sự lựa chọn. Nàng có thể lựa chọn làm tiểu thiếp. Vẫn khí tốt, còn có thể tìm một nam từ bình thường để gà. Tệ nhất cũng có thể lựa chọn tìm một chỗ sơn thanh thủy tú để ẩn cư. Tại sao phải đi làm ni cô? Lòng như cho bụi cũng là một loại khả năng, như vậy còn có khả năng khác hay không? Vậy thì đi. Bùi tiêu đứng lên, chợt dừng chân. Không đúng. Nếu ta đi dạo với nàng, vậy thì phải sóng vai mà đi trên đỉnh đầu một vầng trăng sáng bên người mấy ngọn đèn cung đình bên cạnh mấy gốc hoa quế đây không phải biến thành ta và nàng hoa tiền nguyệt hạ sao rồi sao sao nghĩa đen là chiếc hoa dưới trăng ý là hẹn hò á bồ tát ơi chuyến đi giáo phường ti này ngươi không chỉ khảo nghiệm bản lĩnh của tạ ngũ thập mà còn khảo nghiệm định lực của tiểu bùi gia ta nữa sao nhưng tiểu bùi gia ta có định lực gì đâu trong phòng hương phấn thoang thoảng Tả chi phi ngại nóng, cởi ba chiếc nút áo, để lộ ra đường cong của ít Hầu. Trong lòng hắn nói phong cảnh đẹp như vậy, chưa có nữ nhân nào nhìn, thế mà lại hời cho một bà già bán thân. Cả người Hạ Mama khô nóng khó nhịn, tay kéo má, tình ý miên man nhìn nam nhân bên cạnh. Nàng 30 tuổi làm mama, sau khi làm mama thì không hầu hạ nam nhân nữa, chỉ cần dạy dỗ tốt cho tiểu nương từ dưới tay thôi. Người trước mắt này là nam tử xuất chúng mà lúc nàng trẻ tuổi xinh đẹp nhất cũng không gặp được. Vừa nghĩ tới được trải qua một đêm mới nam nhân này, hạ ma ma đã chờ không kịp mà ôm vào lòng tạ chi phi. Tam gia, đêm xuân ngắn ngủi, đừng ngồi nữa. Khó trách thế nhân đều nói, người hơi già là gấp gáp nhất. Tạ chi phi nhíu mày. Có một số việc không thể gấp, càng chờ lâu càng có tư vị, gấp quá có khi lại mất hứng. Ta đút cho ma ma một ly. Hạ ma ma thầm nói được nam nhân tuấn tú như vậy đút rượu, đừng nói một ly, mười ly ta cũng uống. Đôi môi đỏ mỏng vừa mở, rượu đã vào miệng, hạ ma ma lại si mốc nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác như nhìn thế nào cũng không đủ. Thỉnh thoảng nói mấy câu, uống vài ngụm rượu. Mấy ly qua đi, ánh mắt hạ ma ma đã phiếm ra ánh nước, bà giống như bùn tê liệt ngã xuống người tả chi phi. Tả chi phi biết độ lửa đã đến, đẩy người ra không khí kiều diễm đột nhiên tản ra, hạ ma ma hơi giật mình nhìn hắn. Đôi mắt sắc lạnh của hắn hơi trầm xuống. Hạ ma ma gần nửa đời người đều lăn lộn trong đám nam nhân, tuy rằng đã say bảy tám phần, nhưng vẫn biết rõ vị trước mắt này không thể đùa được. Đại nhân làm sao vậy? Tả chi phi không nói gì, tự rót cho mình một chung rượu, nhấp một ngụm. Cha, con trai phải rội nước bẩn lên người cha rồi, con trai bất hiếu. Thệ Thủy thực ra là người thương của cha ta, cha ta năm đó một lòng một dạ muốn chuộc thân cho nàng, nhưng không ngờ lại bị người khác giành trước một bước. Cha của Tạ Chi Phi là ai? Hạ Mama không phải không biết, chợt hơi kinh ngạc. Bởi vì người này, nhà chúng ta có một đoạn thời gian ồn ào đến gà bay chó sủa. Hắn nhíu mày, không nhanh không chậm kể chuyện xưa. Năm đó, ngương ta kịch liệt phản đối nạp nữ tử phong trần vào cửa, sợ phá hỏng môn quy tạ ra mấy năm nay phu thê bọn họ không hòa thuận, cũng là bởi vì nàng. Tác dụng của chúc Diệp Thanh chậm rãi dâng lên, hạ ma ma vắt hết óc nghĩ về quá khứ, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra người nọ và tạ đạo chi còn có khúc mắc Bỏ đi, nữ nhân kia xưa nay giấu giếm rất sâu. Nàng phì cười nói. May mà nương ngài không chịu, nếu không thì gia đình ngài thật không có ngày yên ổn. Lời này lộ ra một chút manh mối, có thể phẩm ra chút ghen tị, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Tả Chi Phi liếc hạ ma ma một cái, tiếp tục bán đứng cha hắn. Đã không còn ngày yên ổn lâu rồi, cha ta mười mấy năm không vào phòng nương ta, sau đó lại nạp một thiên kim đại tiểu thư gặp khó khăn, sùng ái giống như gì vậy. Hắn cố ý trầm giọng xuống, nghe có vẻ thoáng bi thương. Có một lần cha ta say rượu nói, liễu di nương chẳng đủ sách dày cho thệ thủy, ta nghĩ, nếu như thệ thủy kia vào cửa thật, thì vị trí chính phòng của nương ta, e là chẳng giữ được. Hạ ma vừa nghe lời này, chợt cười gần nói. Đó là cha ngài bị hồ ly tinh kia mê hoặc, căn bản không nhìn thấy được bên trong của nàng ta. chương 294, Phó Bảo. Nói bừa. Tả chi phi thở dài. Ánh mắt cha ta nhìn người chưa bao giờ sai, ông nói tốt thì chắc chắn là tốt, trên thư phòng cha ta đến bây giờ còn treo một bộ chữ thể xấu kim. Nhắc tới thể xấu kim, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng hạ ma ma cũng chẳng còn năm đó nếu không phải là nét chữ sâu kim và bài thơ kia thì vị trí hoa khôi chính là của nàng rồi nếu nàng có được vị trí hoa khôi như vậy người được các thư sinh tranh nhau gặp là nàng giờ này hôm nay người được chuộc ra cũng có thể là nàng tốt gì chứ à ta chỉ là một kỹ nữ giả vờ giả vịt dạ dày hạ ma ma dậy sóng sự tức giận và chua sót dồn nén nửa đời người chợt dâng lên ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Ngươi nói cho cha ngươi, nàng ta toàn là giả vợ cả thôi, ngay cả đêm đầu chảy máu của nàng, đều nương nó là giả, ta mới là hàng thật giá thật. Cuối cùng cũng tới rồi. Tay tạ chi phi cầm chung rượu hơi run rẩy, dứt khoát đặt chung rượu xuống, tay đặt trên đầu hạ ma ma, nhẹ nhàng xoa vài cái. Thì ra trong lòng ma ma chứa một bụng oán khí, muốn nói với ta một chút không? Trong miệng hạ ma ma có mùi rượu, trong mắt có ánh nước, đôi mắt dùng nhiều son phấn hơn nữa cũng không che được ánh mắt già nua gắt gao nhìn tạ chi phi trên thế gian này đại đa số nam nhân dịu dàng đều là giả bộ mà nhân phẩm và phần thiện lương trong xương cốt kia thì lại không giả vờ được cho dù hạ ma ma say như chết cũng phân biệt được ai thiện lương ai là giả vờ nam nhân trước mắt này trong mắt hắn không có tình dục không có khinh thường lại có một chút thương hại và đồng tình hạ ma ma nước mắt tràn mi các ngươi không phải muốn biết Mama ta là thiên kim tiểu thư nhà ai sao? Tả Chi Phi nhìn bà, dịu dàng nói, "Không muốn nói thì đừng nói, muốn nói." Nếu không nói, chính nàng cũng sắp không nhớ rõ, hóa ra nàng cũng từng đứng ở trên đỉnh mây xanh. "Hạ Mama, Mama là con gái của Phó Lăng Quảng Bình Hầu, tên một chữ Bảo." Tả Chi Phi cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. "Quảng Bình Hầu? Nàng thế mà lại là nữ nhi của Quảng Bình Hầu?" Hạ ma ma rất đắc ý, trên mặt tạ chi phi lộ ra vẻ kinh hãi. Quảng Bình Hầu là cụ cố của nàng. Ông cố xuất thân võ tướng, từng đi theo thái tổ hoàng đế Nam Trinh Bắc Chiến, sau khi bình định thiên hạ, được luận công hành thường phong làm Quảng Bình Hầu. Tước vị thế gia ba đời, đến thế hệ phụ thân nàng, phụ Quảng Bình Hầu thực ra đã vô cùng nghèo túng. Phụ thân nàng là một sắc quỷ, thời điểm thịnh vượng nhất trong phủ, ước chừng có 12 vị di nương tướng mạo xinh đẹp, nhân tình bên ngoài càng nhiều vô số kể. Thế thiếp thành đàn, thế nhưng dưới gối lại chỉ có một đứa con trai, còn là một đứa con ngốc. Con trai ngốc tên là Phó Nguyên, là em trai song sinh của nàng, nương thân của nàng là Lục Di Nương. Lúc Lục Di Nương mang thai 7 tháng, biết được mình mang thai song sinh, không hề muốn liều chết liều sống sinh ra một đứa con trai ngốc. Mà nữ nhi sinh ra sớm một khắc đồng hồ lại khỏe mạnh bình thường, không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, còn thông minh lanh lợi. Lục Di Nương hận muốn chết, một kẻ ngốc không đủ để cho nàng từ thiếp thành chính thê. Người có biết nỗi hận của một nữ nhân, đáng sợ bao nhiêu không? Hạ ma ma cười khanh khách. Giết ta ngài không có máu, dốc thịt ta ngài không thấy thịt, còn không thể quang minh chính đại đánh mắng, cũng chỉ có thể dùng búp bê nhỏ, viết sinh nhật bát tự dán lên, mỗi ngày đều đâm kim lên. Đâm đầy con này lại đổi qua con khác. Vẻ mặt tạ chi phi dần dần nặng nề. Mạng ta cứng nên vượt qua được không chỉ cố gắng vượt qua mà đích mẫu thấy nàng thông minh mang nàng theo bên người dạy dỗ còn mời tiên sinh dạy nàng cầm kỳ thư hỏa phủ quảng bình hầu tuy rằng nghèo túng nhưng vẫn còn có đáng giá điều đáng giá nhất chính là trong phủ tám đóa hoa vàng mỗi một đóa đều mọc thật kiều diễm đích mẫu tính toán rất khá nam nhân không có thì không phải còn có tiểu thư sao chỉ cần tám đóa hoa vàng này gà tốt hầu phủ sẽ có ngày lên được thôi câu chuyện phía sau tạ chi phi không cần nghe cũng biết kết quả. Tám đóa hoa vàng gà hết năm đóa, cuối cùng chẳng có ai được chết tử tế. Phó đại tiểu thư khó sinh mà chết, một xác hai mạng. Phó nhị tiểu thư gả đến phía nam, tư thông với thị vệ, bị ném xuống ao. Phó tam tiểu thư bị bệnh lạ, gả đến nhà chồng chưa được mấy năm đã mất. Phó tứ tiểu thư và tiểu thúc có gian tình, sau khi bị người phát hiện thì nhảy sông tự sát. Phó ngũ tiểu thư gả cho võ tướng, tiểu thư yêu kiều cuối cùng chết dưới nắm đấm của nam nhân. Kỳ quặc nhất chính là đứa con trai ngốc của phó lăng kia, mùng một tháng riêng theo người nhà đi miếu dâm hương, kết quả đi lạc, chẳng tìm ra được. Phó ra vì thế còn cố ý mời Cao Tăng đến hóa giải. Kết quả Cao Tăng bấm ngón tay tính toán, nói là nghiệp giết chóc của tổ tiên quá nặng, nhân quả báo ứng đến trên người đời sau, còn nói báo ứng này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Cao Tăng bên này vừa dứt lời, người xét nhà bên kia đã tới. Thì ra phó hầu gia này vì muốn bù lỗ trống trong phủ, nên đã thông đồng với người của binh bộ quản lý kho lúa, đổi gạo tốt thành gạo trần, lén lút mang ra bên ngoài buôn bán. Nghe nói vào ngày xét nhà, phó lăng uống nửa cân rượu trắng, sách theo một thanh đao vào tới nội trạch, giết hết 12 di nương ngoại trừ chính thê. Cùng chết, còn có hai nữ nhi nhỏ nhất. Vị hạ ma ma trước mắt này hẳn là trốn ở dưới giường đích mẫu, mới tránh được một kiếp. Giết người xong, phó lăng tự cho mình một đao, kết thúc cuộc đời hoang đường của hắn, chính thê của hắn thì nuốt vàng tự sát trong mục. Chuyện của phó gia năm đó ồn ào huyên náo, mọi người khắp thành tứ cửu đều biết, thế cho nên bao nhiêu năm trôi qua, vẫn còn có người bàn luận chuyện nhà bọn họ. Ta 14 tuổi vào giáo phường ti, bị ma ma dạy dỗ 2 năm. Hai tay hạ ma ma chống má, cúi đầu nở nụ cười. Ma ma nói, con là tiểu nương tử xinh đẹp nhất, cũng thông minh nhất mà mama ma từng thấy, nói tương lai con chắc chắn có thể trở thành hoa khôi, nổi tiếng một thời. 14 tuổi vào giáo phường ti, dạy dỗ 2 năm, 16 tuổi tham gia cuộc thi hoa khôi. Như vậy hạ mama năm nay hẳn là 41, nhỏ hơn Thệ Thủy 4 tuổi. Tả Chi Phi sợ bà cứ nói mãi chuyện trước kia, vì vậy hỏi: Người đẹp hơn Thệ Thủy, lại trẻ chung, sao lại thua bà ta? Ngươi biết lai lịch của Thệ Thủy kia không?" hạ ma ma vẻ mặt thần bí hạ thấp dòng. Phụ thân à là thầy của tiền thách tử, đúng là dòng dõi thư hương. Trách không được phụ thân ta nói thân phận nàng quý trọng. Trên mặt tạ chi phi lộ ra vẻ kinh hãi, thùn thức nói. Thì ra là có thân phận như vậy, quý trọng cái rắm vào giáo phường ti còn không phải đều là kỹ nữ sao, có ai cao quý hơn ai chứ. Hạ ma ma mắng thoải mái, lại nói. Người có biết người chọn hoa khôi nhiều nhất là ai không? Người nào? một đám người đọc sách vừa chua vừa thối, trong túi không có mấy lượng bạc, ánh mắt đều mọc trên đỉnh đầu, ta nhổ, toàn là đồ nghèo kiết xác. Tạ Chi Phi thuận theo ngữ khí của bà nói. Vậy thì người làm bảng nhãn thật ấm ức, ai nói không phải chứ? Lần đầu tiên có người ấm ức cho bà, hạ ma ma chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt là ngàn tốt vạn tốt, hận không thể móc tìm ra cho hắn. Ta không chỉ ấm ức về điều đó, ở phía dưới đó có biết bao nhiêu đồ tôn đồ tử của à ngươi biết không? đồng tử tạ chi phi chợt co rụt lại, hắn và Yến Tam Hợp đều xem nhẹ một chuyện. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 295, Si Nhi. Tạ Tam Gia và Yến Tam Hợp đều xem nhẹ một chuyện. Đường kỳ lệnh có thể làm thái phó của thái tử, thì không kể đến học vấn, vì chắc chắn phải là tốt nhất đại hoa quốc. Một thầy dạy tốt thì người muốn bái làm môn hạ, chắc chắn đếm không xuể, cũng chắc chắn là trò giỏi khắp thiên hạ. Năm đó đường kỳ lệnh rơi đài, những học sinh này của hắn đã đi đâu? Đường kỳ lệnh bị dính đến vụ án khoa thi xuân, học sinh hắn không phải sẽ hận hắn sao? Quỷ á! Hạ ma ma vừa nói câu này, đã tức giận không chỗ phát tiết. Ngày đó đến cực kỳ nhiều, ai nấy đều muốn nâng đỡ tiểu sư muội của bọn họ làm hoa khôi. Nâng đỡ? Tả chi phi thầm giật mình vì bà lại dùng từ này. Vậy có nghĩa là các học sinh của đường kỳ lệnh không những không phủi sạch quan hệ với đường kỳ lệnh, còn một lòng một dạ bảo vệ tiểu sư muội đường chi vị của bọn họ. Tại sao lại thế? Hắn vỗ bàn, cả giận nói. Đúng là một đám cuồng đồ không biết trời cao đất rộng, cũng không sợ bị đường lệnh liên lụy. Lời này không thể nghi ngờ là điều đương nhiên. Hạ ma ma một tay chống eo, một ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, kiêu ngạo mắng. Đám thư sinh nghèo này đáng đời không một ai trúng cửa không làm quan được, cả đời nghèo túng, tiền đồ tốt đẹp của bà cô đây đều bị bọn họ ngăn cản rồi. Ánh mắt tả chi phi khẽ rung động, nói. Xem ra người được vào trướng của hoa khôi tối hôm đó cũng là học sinh của đường kỳ lệnh. Ai nói không phải chứ? Hạ ma ma oán hận nói. Người nọ vừa nhìn đã biết là một thư sinh nghèo túng, chỉ dựa vào một bài thơ chua thối, thệ thủy đã từ chối hoàng tôn công tử, mới hắn vào phòng. Dừng một chút, bà đưa đôi môi đỏ mọng ghé vào tai tả chi phi. Ta nói cho ngươi biết, dấu đỏ trên khăn là giả, là thư sinh kia cắn đầu ngón tay của mình, dính máu lên trên đó. Hả? Tả Chi Phi cố ý kinh ngạc. Còn có chuyện này ư? Ừ. Người của giáo phường ti chúng ta đều nói, lúc Thệ Thủy còn ở trong khuê phòng, đã từng bị người phá dưa, đã sớm không còn là xử nữ nữa rồi. Hạ Mama khinh thường biểu môi. Cũng chỉ có mấy thư sinh nghèo nàn kia coi ả à là bảo bối thôi. Lời này làm ta nhớ tới một chuyện Hạ ma ma hai mắt bởi vì say rượu mà đỏ bừng. Nào có cô nương 19 tuổi nói là không cho phép bà mối tới cửa. Việc này làm sao ngươi biết? Tạ chi phi tò mò. Người khác đều nói như vậy. Hạ ma ma nói đến miệng khô lưỡi khô, cầm chung rượu lên uống một chén. Ta còn nghe nói cái tên cha không biết xấu hổ kia, lại chẳng hề phản đối, còn vỗ bàn trầm trồ khen ngợi. Chật chật chật, còn nói là người đọc sách, một bụng nam trộm nữ sướng tạ chi phi chẳng dám nghe sót một chữ cố ý vỗ chán ai ra cha ta nhớ mãi không quên thệ thủy ông lại rất giỏi thơ văn người hôm đó vào phòng thệ thủy không phải là cha ta đó chứ không phải cha ngài hạ ma ma vươn bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chọc vào giữa chán tạ chi phi chế nhạo nói người nọ nếu tuấn tú như tạ đại nhân Tiểu nương tử ta thế nào cũng phải đoạn một chút chứ. Đệt, say không nhẹ ha, thế cũng dám nói. Tạ Chi Phi cầm món tay trên tán, dây dây. Người nọ là ai, Mama còn nhớ không? Sự tê giải từ đầu món tay dâm lên, khiến cho hô hấp của hạ Mama hơi run lên. Ai nhớ rõ tên người kia chứ? Tạ Chi Phi nhẹ nhàng buông tay. Đầu món tay hạ Mama trống rỗng trái tim cũng trống rỗng theo. Bà ngẩng đầu, đúng lúc này tạ chi phi lại chậm rãi dụ mắt xuống. Mắt tam gia lúc mỉm cười nhìn người, làm cho người ta như gió xuân. Nếu không cười thì chẳng tìm thấy gió xuân kia đâu cả. Nếu môi hắn lại khép chặt, cả khuôn mặt cho dù không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng hơi thâm trầm. Hạ ma ma trong phút chốc suy nghĩ, bật thốt lên. Bài thơ kia có ký tên là Tuế Hàn Tam Hữu Tạ Chi Phi lúc này mới nâng đôi mắt hoa đào lên. Chuyện lâu như vậy, sao mama còn nhớ rõ chứ? Cái này có gì mà không nhớ được, Tuế Hàn Tam Hữu trong lời bọn họ, không phải là Tùng, Trúc, Mai sao, phòng của giáo phường ti chúng ta, vừa có Tùng, Trúc, Mai, lại có Cúc, Lan, mẫu đơn nữa kìa. Hạ mama lúng liếng nhìn Tạ Chi Phi, cười nhạo một tiếng đại nhân ngài phân xử đi, đang yên đang lành lại đặt cái tên này, có chua hay không? Thật nương nó chua. Tạ Chi Phi nhìn hạ ma ma. Nói như vậy, người sau đó chuộc thệ thủy có thể là người này nhỉ? Ta nhổ. Hạ ma ma ưa eo, cố ý đặt tạ Chi Phi trên cánh tay, cả giận mắng. Chỉ dựa vào một thư sinh nghèo như hắn mà muốn chuộc hoa khôi của giáo phường ti ra ngoài à, nằm mơ đi ánh mắt tạ chi phi đào qua người hạ ma ma cố ý nuốt nước miếng trong lòng hạ ma ma rất đắc ý dứt khoát mượn hơi rượu dán cả người lại dáng người của ma ma thế này thật quyến rũ quá mà thật không rõ ông cha mắt mù của ta sao lại coi trọng vị kia như thế mùi rượu sen lẫn mùi son phấn trôi vào mũi tạ chi phi buồn nôn muốn ói không được ta muốn đến bên cửa sổ hít thở không khí một chút hắn vội đi qua, dựng cửa sổ lên, toàn bộ bóng đêm của giáo phường ti hiện rõ trong đáy mắt. Trong ánh đèn, hắn chợt nhớ tới Yến Tam Hợp. Nhà đầu này đang làm cái gì nhỉ? Bùi Minh Đình có chăm sóc nàng ấy tốt không? Đại nhân, đại nhân đứng không mệt à? Cả người hạ ma ma dán lại như cao da chó, hai tay ôm chặt eo tạ chi phi. Tạ chi phi nhíu mày, giữ chặt hai tay kia, sau đó chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn bà. Hạ ma ma đón lấy ánh mắt hắn, trái tim hóa thành nước. Nam tử trước mắt mày đẹp, mắt đẹp, ngay cả đôi môi mỏng mím chặt cũng hữu hình như vậy, giống người nọ như đúc. Bà nhìn đến si ngốc, giống như lại nhớ tới cái đêm của rất nhiều năm trước. Người nọ cũng đưa tay đứng bên cửa sổ, bóng lưng còn cô độc, quạnh quẽ hơn cả bóng đêm này. Nàng ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ áp mặt lên lưng. Hắn run lên, tay nắm lấy tay cô. Giữa hai người không còn một khe hở nào. "Bảo Nhi." Hắn thấp giọng nói. "Người tiết kiệm chút tiền không dễ dàng, ta không thể lấy được, người hãy tìm một nam nhân tốt, nghĩ cách giúp người chuộc thân, thoát khỏi biển khổ này đi." Cô nghe tiếng tim hắn đập, lắc đầu. "Nếu như không phải ngươi tới chuộc ta, thì đối với ta thế gian đều là biển khổ, ta ở đây chờ ngươi. Si nhi, si nhi, si nhi. Nam nhân xoay người, ôm chặt nàng vào trong ngực, dùng giọng nói khàn khàn thì thảo bên tai nàng. Chờ ta về quê, sẽ dùng số bạc này mua một gian nhà nhỏ và vài mẫu ruộng tốt, sau đó vùi đầu khổ học. Chờ ngày ta vào trung học, sẽ là ngày ta đến giáo phường ti chuộc nàng. chương 296, Bà Lão một ngôi nhà nhỏ, thêm vài mẫu đất, cùng với một tướng công hiền lành biết phấn đấu, chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy hạnh phúc biết bao. Đêm đó, biết bao cảnh đẹp ý vui, biết bao thể non hẹn biển. Sau một đêm chăn trở, người đó cầm lấy bạc của nàng không nỡ rời đi, còn nàng vẫn đứng tựa cửa mỉm cười, ngóng trông ngày hắn độ tú tài. Ba năm sau, nhà đã có, ruộng cũng đủ, hắn cũng đã độ tú tài tiến sĩ. Chỉ là, ngày khúc giang thiết yến, hắn lại trở thành chàng rể quý hóa của người khác, chỉ nhẹ nhàng để lại cho nàng một câu. Phận liễu nát hoa tàn cũng xứng làm thê tử của ta sao? Tiện nhân! Hạ ma đột nhiên cười khùng khục, thoáng cay giơ tay lên. Bố, người mới khốn kiếp, đám mọt sách các ngươi người nào cũng là đồ khốn, giặt lũ lừa đảo, các ngươi hèn hạ hơn ký nữ gấp trăm lần, vạn lần, nghìn lần. Cú đánh quá nhanh và mạnh mẽ, Tạ Chi Phi tránh không kịp, bị giáng một đòn nặng nề. Hắn đang nghĩ cách làm sao để cậy miệng hạ ma ma, ai là người thực sự chuộc thệ thủy. Cái tát này khiến hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Rốt cuộc, người vẫn không bằng thệ thủy. Hắn trầm giọng nói. Ai có thể lừa nàng chứ? Nàng ta mới là người thông minh. Nhắc đến chuyện này, lồng ngực hạ ma ma lại nhói đau, chút ý thức cuối cùng còn sót lại cũng mất hết. Nàng túm chặt áo tạ chi phi. Ngươi thì hiểu cái gì? Hả? Ngươi thì biết cái quái gì? Ta biết, nàng được người khác chuộc thân. Chuộc thân. Gần xanh trên mờ u bàn tay hạ ma ma nổi lên, giọng nói khóc không ra khóc, cười không ra cười. Cái người Lý Tam đó là ai? Hắn ngay đến họ là gì? Tên là gì cũng đều là giả tất cả đều là giả cái gì mà thề non hẹn biển, cái gì mà ngọt ngào ong bướm dối cha dối cha dối cha dối cha. Tạ Chi Phi trong lòng run lên. Lý Tam là giả, vậy ai mới là thật? Ai là thật đây? Chả có gì là thật, đều là cái bóng, bóng của ta, bóng của ngươi, cái bóng của hắn. Hạ ma nhìn tạ chi phi với đôi mắt say lờ đờ, ợ lên hơi rượu rồi xếp món tay thành hình hoa lan. Đêm nghe tiếng đàn dâng trào tâm sự thiếu nữ, khung cửa lạnh lẽo lòng sầu đau, phấn son điểm tô phai dòng lệ, để lại sau lưng tiếng thở dài giọng nàng đột nhiên cao lên, ngân nga cất lên khúc hí. Điểm trang nhạt nhòa níu kéo tuổi xuân, vật quý trong phòng phủ tầng lạnh lẽo, vốn dĩ là một bài thơ đau lòng. Thơ đau đứt ruột, người đau xé lòng. Cùng lúc với âm thanh nhỏ dần, hạ ma ma không chống đỡ nổi nữa, từ từ đổ người xuống. Nàng co tay co chân, lật người lại rồi dần dần cuộn tròn người lại thành tư thế em bé trong bụng mẹ. Âm mưu của cây mẫu, nỗi hận thù của mẫu thân ruột, sự điên cuồng của phụ thân, còn có nước dãi chảy ra từ khóe miệng của đệ đệ. Sự nghiêm khắc của mama, đa tình của công tử, vô tình của công tử, còn có ánh mắt ghen tuông ganh ghét của các tiểu nương tử. Lão gia, lục di nương có mang song thai, trong đó có một thai chắc chắn là con trai. Tốt, 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 phó ra chúng ta bây giờ thiếu nhất là nguyên bảo sao cặp song sinh này đặt tên là Phó Nguyên, Phó Bảo đi. Sao Nguyên Bảo, đồng tiền Nguyên Bảo, một loại tiền cổ của Trung Quốc, hay còn gọi đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa? Chúc mừng lão gia, bé gái chào đời trước, ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào trắng trẻo như vậy, tương lai chắc chắn là một mỹ nhân. Mỹ nhân sao? Vậy đặt tên là Phó Bảo, như chân như bảo. Hạ ma ma khẽ khép mắt lại, say đến bất tỉnh nhân sự. Tạ Chi Phi cúi đầu nhìn nàng, rất lâu sau mới cúi người bế nàng đặt lên giường, đắp chiếc chăn gấm phủ lên người nàng. Ngọn nến đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hắn trao mày rồi quay người rời đi. Gió đêm mát mẻ, tiếng cười truyền tới. Đi qua từng chiếc đèn cung đình, ánh sáng chiếu lên mặt Yến Tam Hợp khiến khuôn mặt Yến Tam Hợp phủ lên một tầng dịu dàng. Có điều nét dịu dàng này không sao với bớt đi so với sự lo lắng nơi đáy mắt mà càng ngày càng rõ ràng. Yến Tam hợp thực sự lo lắng cho Tam gia. Hạ Mama và Trân Tỷ Nhi không giống nhau. Trân Tỷ Nhi cả đời tranh đấu với nhà ngoại, nhà chồng, những gì nhìn thấy, nghe thấy và trải nghiệm chỉ có hạn. Hạ Mama lăn lộn ở nơi phong trần này mấy chục năm, chính là con cá trạch trơn trượt nhất. Cho dù có say, Tạ Chi Phi cũng không dễ dàng gì moi được tin tức thệ thủy từ miệng nàng. Ngũ thập nhà ta vẫn còn là một con gà trống chưa biết gáy đâu đấy." Tiểu Bùi ra khẽ mở miệng, bà già đó nhìn qua là biết trống trải đã lâu, liệu có ăn sạch sẽ ngũ thập nhà ta hay không đây?" Yến Tam hợp loạn choạng suýt ngã. Nàng hoài nghi nhìn Bùi Tiếu cười, "Các người không phải là, đều là diễn trò mà thôi." Tiểu Bùi ra mặt đầy hối hận, "Đều trách ta, ta cứ ra giả bên tay hắn cái gì mà mười giọt huyết, một giọt tinh, khiến cho hắn này tam hợp sao ngươi lại đỏ mặt hả? Ngươi là bà Đồng mà, loại chuyện này trong mắt ngươi hẳn là bình thường chứ. Bà Đồng năm nay mới có 17 thôi. Yến tam hợp thầm gầm lên. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Đồ khố rách áo ôm, tránh xa ta ra đúng là một kẻ suối quẩy. Cách xa hơn 10 trường. Một bà lão không ngừng dập đầu trước một quý nhân. Quý nhân, quý nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng không thấy quý nhân ở đây. Quý nhân là một tên béo chân tay ngắn ngủn, mặt đầy dầu mỡ, cái bụng vệ to thỏ lõ như mang thai 6 tháng. Mắt ngươi để đâu hả? Có biết quần áo trên người lão tử bao nhiêu tiền không? Mười lượng bạc, vừa mới mặc thôi đấy. Bà lão run rẩy đưa tay ra. Lão nô giúp quý nhân phủi bụi đi à? Phủi con bà ngươi. Tên mập dơ chân đá một cước. Cút xéo. Cú đá đạp thẳng vào giữa ngực bà lão, bà trợn mắt, ngã vật xuống đất. Tên mập vẫn chưa nguôi cơn giận, đã liền hai cước vào hai thùng phân ở bên cạnh, lấy tay bịt mồm mũi vừa đi vừa chửi. Con mụ khốn kiếp, đáng đời đi gánh phân cả đời. Thùng phân vang lên rồi đổ ra, nước tiểu phân do bên trong đổ hết ra, mùi hôi thối nồng nặc sộc lên. Tiểu bùi ra mặt mũi cứng đờ. Đi, 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 hồi chết ta. Yến tam hợp vốn muốn đi, nhưng khi thấy bà lão nằm bất động trên mặt đất, bèn đổi ý nàng xài bước tới, ngồi trước mặt bà lão, đưa tay ra kiểm tra mũi. Tiểu bùi ra, ta phải làm gì để bà lão tỉnh? Tiểu bùi ra vội vàng đi tới, bịt mũi nói. Ấn vào nhân trung, ấn mạnh vào. Yến tam hợp ra sức ấn, rồi lại ấn, sau vài lần như vậy, bà lão giật một cái rồi mở mắt ra. Chu Thanh, cho ta năm lượng bạc. Lại còn cho bạc. Tiểu bùi ra chợt mất kiên nhẫn. Yến tam hợp, Quản chuyện này làm cái gì? Bùi đại nhân, nơi nào đau lòng nhất là trên đỉnh núi nhìn trăng sáng đêm thu sao? Hà sứ tối thương tâm, quan sơn kiến thu nguyệt. Hai câu thơ trong bài quan sơn nguyệt của nhà thơ trường tôn tả phụ thời đường. Câu này có nhắc trong phần Ngô Quan Nguyệt rồi á. Tiểu Bùi gia không nghĩ đến nàng lại biết câu này, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, Ngô Quan Nguyệt yêu dân như con, Chu Dã yêu dân như con nhưng mấu chốt là bùi đại nhân hắn chỉ muốn ăn trắng mặc trơn dựa vào cái gì mà phải ra tay giúp đỡ chu thanh lấy ra ít bạc vụn yến tam hợp nhận lấy đỡ bà lão dậy nhét năm lượng bạc vào tay bà chớ có quen biết con chó điên đó bà lão quay lại ngơ ngác nhìn yến tam hợp hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt yến tam hợp không nói nhiều chỉ cẩn thận nâng bà dậy bà lão đứng vững hành lễ thật lâu trước yến tam hợp, rồi cúi xuống khiêng thùng phân. Lúc tên béo đá một cước, hắn dùng hết sức lực, một thùng phân bị lăn vào trong đám cỏ. Yến tam hợp toan quay người, thì đột nhiên ánh mắt cứng đờ. Bùi Minh Đình, ngươi nhìn chân bà lão kìa. chương 297, chết. Trong bụi cỏ, vừa vặn một đèn lục giác cung đình dựng thẳng, chân bà lão kia vừa khép đứng ở dưới ánh đèn, một vầng trăng sáng xuất hiện ở trên chân của bà. Chỉ là, vầng trăng này ảm đạm hơn đôi giày mà tĩnh trần rất nhiều. Tiểu bùi ra kinh ngạc không thôi. Một bà lão hốt phân, làm sao có thể mang đôi giày năm lượng bạc. Lúc tiểu bùi ra đang kinh ngạc xuất thần, thì Yến Tam Hợp đã không chút do dự đi qua. Bà bà, bà tên gì? Bà lão run lẩy bẩy xoay người. Người không phải muốn lấy lại bạc mới cho chứ, không thể được cho ngươi, thì là của ngươi. Nàng vừa để ý sắc mặt bà lão, vừa thử thăm dò nói. Giày trên chân ngươi ta từng thấy ở bên ngoài, dưới ánh đèn cũng có vầng trăng sáng như vậy. Bà lão chân tay luống cuống nhìn Yến Tam Hợp, chậm chạp lui về phía sau. Giọng Yến Tam Hợp thoáng dịu dàng. Là tại một đám tang. Khóe mắt bà lão đầy nếp nhăn, tự dưng run lên một cái. Cái run rẩy này, Yến Tam Hợp nắm bắt được hết sức rõ ràng, suy nghĩ một hồi, nàng quyết định thực hiện một thách thức thật sự. Nơi làm tang sự là Am Nico, Nico chết tên tính Trần, khi còn sống nàng nói nàng từng là hoa khôi của giáo phường Ti, ở chỗ này suốt 9 năm. Yến Tam Hợp nói rất chậm, chậm đến mức tiểu bùi ra nhịn không được muốn cười, nghĩ bà đồng ngươi đúng là giỏi bịa chuyện. Nàng còn nói ở toàn bộ giáo phường Ti, nàng chỉ có một người có thể coi là bạn tốt, nàng còn tặng người nọ một đôi giày theo năm lượng bạc sắc mặt bà lão thay đổi, cả người không tự chủ được mà run lên. Đúng rồi. Yến tam hợp dừng một chút. Nàng còn đốt một ngọn đèn trường minh ở am am thủy nguyệt, phù hộ nàng vạn sự thuận lợi, sớm ngày thoát khỏi biển khổ. Dầm, thùng phân lại rơi xuống, bắn tung tóe lên góc áo Yến tam hợp, Yến tam hợp không tránh không né, đôi mắt đen yên lặng nhìn bà lão. Hai hàm răng của bà lão run lập cập, một lúc lâu sau nới nặn ra một chữ từ trong kẽ răng. Đèn trường minh viết tên gì? Cái này. Môi yến tam hợp giật giật, dường như đang do dự không biết có nên nói cho bà hay không vậy. Bà lão lại chờ không kịp. Có phải ghi là quế hoa hay không? Đúng vậy, chính là quế hoa. Bà lão đồng từ co rụt lại đồng thời, tay dùng sức bắt lấy yến tam hợp cánh tay. Ta chính là quế hoa, ta là quế hoa, ta chính là tay bà càng nắm càng chặt, giọng cũng càng lúc càng điên cuồng, ánh mắt nhìn Yến Tam hợp tượng như muốn phun ra lửa. Lúc tất cả mọi người chờ bà tiếp tục nói thì bà đột nhiên buông tay, ngã ngồi xuống đất rồi gào khóc. Một lão phụ nhân gào khóc, như tiếng qua quỷ xuyên qua tai. Chù Thanh sợ tới mức vội vàng đưa tay vỗ nhẹ một trường sau gáy bà, lúc tiếng khóc dừng lại, bà lão chậm rãi ngã xuống đất. Vừa vặn ngã vào trong một vũng phân làm sao bây giờ? Chu Thành ái náy nhìn Yến Tam Hợp. Ta là sợ người khác đến, không sao. Yến Tam Hợp nghiêng đầu, tiểu bùi ra, làm sao bây giờ? Làm sao ta biết được? Tiểu bùi ra chừng mắt nhìn đôi mắt vô tội của nàng, nhưng vẫn cho ý kiến. Hay là, lại ấn nhân chung, đánh thức người dậy. Ấn tỉnh thì được, nhưng sau khi tỉnh lại thì sao? Dáng vẻ này của bà có vẻ không thể bình tĩnh nói chuyện được như vậy có khi lại khiến cho giáo phường ti nghi ngờ. Yến Tam Hợp căng thẳng. Chu Thanh, nếu ta muốn thần không biết, quỷ không hay mang người này ra ngoài hỏi, thì có cách nào không? Chu Thanh híp mắt. Yến Ngôn Nương chắc chắn bà ta có quan hệ với tâm ma của tĩnh Trần sao? Yến Tam Hợp. Chắc chắn. Chu Thanh nhíu mày. Vì sao? Ta từ đầu tới cuối chẳng hề gọi tên Thệ Thủy, chỉ nhắc tới nhưng tin tức đại khái như Nico Am, Tĩnh Trần, Giày Thêu, Hoa Khôi, 9 năm. Yến tam hợp. Bà ấy không thể chờ đợi được nữa mà nói ra mình là Quế Hoa, muốn có quan hệ với những tin tức này, đây là vì sao? Chu Thanh không trả lời được, chỉ có thể thành thật lắc đầu. Nếu như ngươi và Tạ Chi Phi cách xa nhau mười mấy năm, nếu có một ngày ngươi vô tình nghe có người nhắc tới Tam Gia, trong lòng ngươi sốt ruột mà bước lên túm lấy người nọ chất vấn không? Yến Tam Hợp không nói tiếp, nhưng Chu Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ các người nói tam gia là tạ tam gia của kinh thành sao là tam gia của tạ gia kinh thành sao là tam gia của ngũ thành binh mã ti sao ta đã từng là thị vệ bên người tam gia đó chuyện trong ngoài của tam gia đều là ta xử lý đây là sự ràng buộc giữa cố nhân tuy rằng suy nghĩ cẩn thận nhưng chu thanh vẫn cau mày yến bôn nương chuyện này không dễ giáo phường ti không phải nơi khác có một cách Tiểu bùi ra hồi lâu không lên tiếng đột nhiên chen vào. Yến tam hợp nhìn hắn. Cách gì? Tiểu bùi ra che môi giả ho khan vài tiếng. Hà sứ tối thương tâm, quan sơn kiến thu nguyệt thì sao? Yến tam hợp chấn động, đôi mắt đen nhìn hắn thật sâu. Người chắc chắn. Tiểu bùi ra đắc ý nhướng mày. Người chắc chắn, thì ta cũng chắc chắn. Yến tam hợp, người có thể không? Tiểu bùi ra vỗ vỗ ngực. Cũng không nhìn xem ta họ gì yến tam hợp chuyện này ta không lo ta chỉ lo một chuyện khác tiểu bùi gia nhích đến gần yến tam hợp chẳng hề để ý nói chỉ cần có ngươi. yến tam hợp không chút keo kiệt nhìn tiểu bùi gia cười yếu ớt giải quyết dứt khoát nói vậy thì quan sơn kiến thu nguyệt đi cả người tiểu bùi gia lung lay sắp đổ tựa như không thở nổi xong rồi hồn của ta lại bị nàng câu mất rồi Chu Thanh đứng một bên chợt cảm giác được áp lực trước nay chưa từng có. So với Đinh Nhất thì tốt xấu gì mình cũng là người thông minh, sao lại chẳng nghe hiểu câu nào thế? Lúc này, chỉ thấy tiểu bùi ra hồn bay giữa không trung, run rẩy lấy ra một bình xứ nhỏ, quơ quơ với yến tam hợp. 300 lượng một viên, không nỡ à, ai nói không nỡ? Tiểu bùi ra đổ ra một viên thuốc màu đen. Chu Thanh, mở miệng bà ta ra, nhét viên thuốc này vào. Đến đây, Chu Thanh mới hoàn toàn hiểu được. Hà sứ bất thương tâm, quan sơn kiến thu nguyệt trong ý của Yến Tam Hợp và Tiểu Bùi Gia, còn có ý khác là chết. Cho nên, cuộc đối đối thoại của bọn họ phiên dịch thành tiếng người chính là Yến Tam Hợp, ngươi có bản lĩnh để cho người này chết không? Tiểu Bùi Gia, ta không có, nhưng Bùi Gia ta có. Yến Tam Hợp, mang theo không? Tiểu Bùi Gia, ngay trên người. Yến Tam Hợp, người như vậy nếu chết, thì 89 phần 10 sẽ bị ném ra bãi tha ma, ngươi dám đi không? Tiểu bùi ra, có ngươi ở đây thì ta ngại gì? Yến tam hợp, vậy thì chết đi. Có ai lướt lên trên để đối chiếu như em hong, há há. Chu Thanh tách miệng bà lão ra, nhét viên thuốc vào, sau đó đứng dậy dùng ánh mắt xin chỉ thị của Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp suy nghĩ một lát, đi thông báo cho Hoàng Kỳ, Lý bất ngôn, rút lui. Vậy ra nhà ta thì sao? Yến tam hợp bị hỏi mà nghẹn họng, ánh mắt ở nơi người ngoài không nhìn thấy, lại bắt đầu dối rắm Nhưng mà sự dối rắm này chỉ vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt, nàng lập tức đưa ra quyết định. Ngôn tình ngược. Đi thông báo cho hắn, ta rút lui trước. Từ xa xa, trong lòng vị gia nào đó không kiêng nể gì mà nổ tung, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 298, 1. Chu Thanh phản ứng nhạy bén nhất, vội vàng bước lên nghênh đón, ánh mắt đảo qua mặt Tạ Chi Phi, kinh hãi. Mặt của ra sao vậy? Không sao. Tạ Chi Phi khoát tay, đi tới trước mặt Yến Tam hợp và Tiểu Bùi Gia, giơ ngón tay chỉ vào mặt mình. Chuyện võng du. Tiểu Bùi Gia bị giấu bàn tay rõ ràng trên mặt hắn kích thích. Chực, hai người các ngươi rốt cuộc là ai đè ai thế? Tạ Chi Phi không để ý tới tên khốn kiếp này liếc mắt nhìn yến tam hợp chằm chằm vất vả rồi yến tam hợp biết tính tình hắn cũng không keo kiệt quan tâm rút lui trước đi có gì lên xe nói sau tạ chi phi không nói lời nào cũng không làm gì ánh mắt toàn là sự tủi thân đáng thương ấm ức đợi lát nữa ta kêu bất ngôn giúp ngươi trường lạnh một chút yến tam hợp có cảm giác cùng chung một mái nhà không thể không cúi đầu nếu ngươi cảm thấy nàng tay chân vụng về thì để ta chắc chắn phải là ngươi. Tạ Chi Phi đưa tay chỉ xuống đất. Người này, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên hắng xe nói. Yến Tam Hợp xoay người, trong ánh đèn lờ mờ vẫn thấy tay mặt nàng đỏ ửng, nhưng như thế cũng đủ để cho Tạ Chi Phi vui mừng rồi. Nhà đầu ngốc, ta chịu một cái tát vì ngươi thì có gì đâu. Không tốt, có người chết. Một tiếng hét to dẫn tới thì vệ ti phường đồng loạt vây lại, kẻ dẫn đầu ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở lắc đầu hết thở rồi tìm hai người ném ra bãi tha ma đi vâng người đâu qua bên quản sự nói một tiếng đưa người này vào danh sách vâng ngay lúc thi thể bà lão bị ném lên xe thì xe ngựa của tạ phù cũng chậm rãi lăn bánh trong xe ngựa có năm người đang chen chúc, chỉ có một chu thanh ở bên ngoài lái xe hoàng kỳ ỉu xìu nhìn yến tam hợp xấu hổ nói. Yến nương, ta không nghe thấy gì cả. Ta cũng vậy. Lý bất ngôn. Hỏi thăm cả đêm, bà cũng dùng đến rồi. Thế nhưng chỉ có một bà lão giặt quần áo từng nghe nói đến tên của thệ thủy. Hỏi cụ thể thì bà ta hỏi gì cũng chẳng biết nữa. Tam gia thì sao? Yến tam hợp. Có thu hoạch gì không? Tạ chi phi thản nhiên mở miệng, kể lại từng lời nói hành động của hạ ma ma. Nói xong, bốn người còn lại thần sắc khác nhau. Hoàng Kỳ, Tam gia hy sinh quá lớn. Lý Bất Ngôn, Tam gia treo biển bán thân, giả khởi điểm là 5.000 lượng bạc. Tiểu Bùi gia, gà con không sạch sẽ nữa, bị người ta triệt lông rồi. Yến Tam Hợp, đều là lỗi của ta. Yến Tam Hợp mặc dù lòng tràn đầy áy náy, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Trong lời nói của Hạ Mama, có thể lược ra mấy tin tức. Một, trong khuê phòng đường chi vị chưa đợi gà có điểm kỳ lạ, có phải thật sự có liên quan đến đường kỳ lệnh hay không thì tạm thời không biết. 2. Đường kỳ lệnh rất được học sinh kính yêu, trong đám học sinh không thiếu người có tình có nghĩa. Trong số học sinh của đường kỳ lệnh, có một người tên là Tuế Hàn Tam Hữu chúng ta phải tìm được hắn. 4. Lý Tam là ngụy Trang, người đứng sau không phải là Tuế Hàn Tam Hữu mà là người khác. Tiểu Bùi ra bình tĩnh nói tiếp. Chỉ dựa vào biệt hiệu của Tuế Hàn Tam Hữu thì e là không dễ tìm. Tuế Hàn Tam Hữu là Tùng, Trúc, Mai. Yến Tam Hợp. Đường chi vị thư họa đều tốt, chắc chắn nhờ phụ thân đường kỳ lệnh. Con người đường kỳ lệnh hẳn là thư họa toàn tài, các người nói có đúng không? Bốn người mặc dù không biết Yến Tam Hợp muốn nói gì, nhưng đều không tự chủ được mà gật đầu. Nếu là thi họa toàn tài, có thể dạy nữ nhi, vậy thì chắc chắn sẽ dạy các học sinh. Yến Tam Hợp thử suy diễn tiếp. Có khả năng là Tuế Hàn Tam Hữu này thật ra là ba người, một người trong đó am hiểu vẽ tùng, một người am hiểu vẽ trúc, một người am hiểu vẽ mai không. Tạ Chi Phi cảm thấy ý nghĩ này cực kỳ mới mẻ độc đáo, liên tưởng đến phụ thân mình, nói. Rất có khả năng, phụ thân ta am hiểu vẽ sơn thủy, cho nên có biệt danh sơn thủy giã ông. Tiểu bùi ra. Nếu là ba người, vậy thì vì sao người nọ không tự xưng là tùng ông, trúc ông, Mai ông, Tuế Hàn Tam Hiếu đại diện cho ba người, hắn có tư cách gì đại biểu, điều này không có lý. Yến Tam Hợp nghe vậy thì hơi nhíu mày, tiểu bùi ra nói không sai, quả thật vô lý. Vậy ngươi nghĩ một câu có lý đi. Tạ Chi Phi hừ một tiếng với bùi tiếu. Ta. Bùi tiếu nghẹn hỏng, biến sắc mặt nói. Tạ Ngũ Thập, ngươi cứ muốn tranh cãi với ta phải không? Ai rảnh? Tạ Chi Phi khinh bỉ nhìn tiểu bùi ra nhưng vừa quay đầu đã đổi thành vẻ mặt dịu dàng. Yến Tam hợp, người nói tiếp đi. Yến Tam hợp cũng nghẹn họng. Cô không hiểu người này sao lại lật mặt như bánh tráng thế? Chúng ta trực tiếp hỏi thăm đường kỳ lệnh thì quá nhạy cảm, chỉ sợ người khác hoài nghi. Nhưng hỏi thăm học sinh đường kỳ lệnh thì hẳn là không sao. Tạ Chi Phi. Hà Mama nói học sinh của hắn đều là mấy con đỗ nghèo khỉ. nghèo, vậy thì càng khó sinh nghi. Yến Tam Hợp nhìn về phía Lý Bất Ngôn. Bất Ngôn, người, việc này giao cho ta. Tạ Chi Phi lên tiếng ngắt lời nàng. Ta có cách hỏi thăm. Ra đầu Yến Tam Hợp tê giải. Hắn chủ động đi am Thủy Nguyệt điều tra. Chủ động đến giáo phường ti điều tra án. Chủ động lấy sắc dụ dỗ Lúc này hắn lại muốn chủ động hỏi thăm Tuế Hàn Tam Hiểu. Mùi vị xa lạ suốt 17 năm chưa cảm nhận được chợt tràn ra ngoài trong đêm nay. Lý bất ngôn nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp, cố ý cười khúc khích. Tam gia gần đây tích cực quá, thật khiến người ta khó hiểu. Khó hiểu là đúng rồi. Ánh mắt tạ chi phi đều dán vào Yến Tam Hợp, chắc hề liếc qua Lý bất ngôn. Sau này chuyện ở nha môn phòng trừng sẽ bề bộn nhiều việc, ta không có nhiều thời gian, nhân lúc bây giờ còn rảnh. Này! Lý bất ngôn cười nói. Tam gia nói thế thì sao ta nhận nổi? Tam gia lúc này mới cho nàng một cái biểu cảm. Ta mặc kệ ngươi sống chết. Hai chấm, Yến Tam Hợp, ngươi nói một câu đi. Yến Tam Hợp cắn cắn môi, đáp một đằng hỏi một nẻo. Truyền trịnh ra, ta cũng sẽ tận tâm. Giống như không nói như vậy, thì cảm giác ấy nấy không thể tiêu tan. Giống như không nói thế, thì không thể không nhìn thấy năm dấu tay. Giống như không nói thế, thì tim sẽ không thể đập chậm lại đến giờ phút này yến tam hợp mới hiểu được một điều mình thực ra tim mình đã loạn nhịp với nam tử này rồi vì sao tim một người lại loạn nhịp với người khác là bởi vì tình sao chữ tình này hiện ra trong đâu khiến yến tam hợp giống như bị thứ gì đó đốt cháy vậy cái tên công tử phong lưu mắt hoa đào ngoài mặt tươi cười say sẽ làm nũng muốn người khác dỗ dành ta thích hắn ư từng chữ hiện lên trong đầu, cuối cùng liền thành một câu. Yến tam hợp cảm giác bốn kinh tám mạch của mình đều nóng lên. Trên đời này, chuyện gì cũng không chống lại được một chữ. Ngộ. Nàng trước đây không nghĩ tới phương diện này, có quá nhiều chuyện xảy ra trước mắt, cho nên có thể làm như không thấy. Nhưng một khi đã. Ngộ. Thì giống như giải tâm ma của người, lần theo muôn vàn dấu vết tìm về quá khứ luôn có thể tìm ra chân tướng bị người ta xem nhỉ. Yến Tam Hợp chợt hoảng hốt, nàng luôn cảm thấy đây là một chuyện không nên xảy ra, rõ ràng người này từng là người mà nàng ghét nhất trong 17 năm qua. Chương 299, nhát gan. Tạ Chi Phi thấy Yến Tam Hợp nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, không biết hồn đã bay đi nơi nào. Ta đã nói xong tình hình bên này, Yến cô nương có phải nên giải thích cho ta chuyện bà lão kia rồi không? Hắn vừa dứt lời, đưa tay chạm lên đầu gối nàng một cái. Hả? Yến nương căng thẳng. Hắn ta vừa nói gì vậy? Là đang hỏi chuyện bà lão sao? Yến tam hợp hoảng hốt nhìn bùi minh đình. Tiểu bùi ra, ngươi nói đi. Xe ngựa chạy càng chạy càng xa, trong lòng tiểu bùi ra đã bắt đầu tê dại, đang muốn tìm chút lời để nói, đang lo không chen miệng vào được, thì nàng đã kêu hắn nói. Vì thế hắn bèn kể lại chuyện vì sao gặp được bà lão rồi phát hiện bất thường đến quan sơn kiến thu nguyệt kia. Cho nên, vẻ mặt tạ chi phi khiếp sợ. Nơi chúng ta đang đi bây giờ là bãi tha ma. Tiểu bùi ra lườm hắn. Có thể đừng nói ba chữ bãi tha ma to tiếng thế được không? Tạ chi phi. Vì sao? Sợ chiêu quỷ đến à? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, có thể đừng nói cái chữ quỷ kia được không? Tiểu bùi ra mắng một tiếng, thân thể liều mạng chen chúc về phía yến tam hợp nhìn dáng vẻ hèn nhát của ngươi làm gì có chỗ nào xứng với muội muội nhà ta ý nghĩ này vừa xuất hiện tạ tam gia cũng chợt kinh sợ ánh mắt hơi lạnh lùng nhìn bùi tiếu một giây hai giây hồ ba giây gần nửa chén trà sau bùi tiếu bị hắn nhìn để nổi da gà vươn chân đá qua tên khốn kiếp nhà ngươi trên mặt ta có vàng à trên mặt ngươi không có vàng nhưng trên mặt ngươi viết bốn chữ thừa long khoái tế, sao? Sao tranh long quai su, thừa long khoái tế cũng gọi là thừa long giai tế, là một câu thành nữ chỉ con rể tài mạo song toàn. Tạ chi phi chua chát thu hồi tầm mắt, vén rèm nhìn ra ngoài nói. Nhanh lên, vâng. Bãi Tha Ma là một vùng đất ở ngoại ô phía bắc Kinh Thành. Bởi vì xương trắng trồng chất, cỏ dại mọc thành bụi, thế cho nên toàn bộ vùng đất này âm khí dày đặc, ngay cả chó hoang cũng chẳng dám tới gần. Xe ngựa dừng lại ở phía xa. Lý bất ngôn vén rèm nhảy xuống, vẫy tay với Hoàng Kỳ. Đi, hai chúng ta đi xem thử. Đầu lưỡi Hoàng Kỳ run rẩy. Cô, cô, cô nương, ta, ta hơi. Đau, hay là ngươi ngươi, đau gì mà đau, không phải là sợ sao? Thật đúng là chủ nào tơ nấy. Lý bất ngôn kéo rèm bước xuống, một mình đi đến bãi tha ma tạ chi phi chu thanh vâng chu thanh nhanh chóng đi theo lý bất ngôn phát hiện quay đầu khó hiểu liếc mắt nhìn tam gia tam gia thở dài cái tên pha đám ngươi thì biết cái gì cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về yến tam hợp buồn bực suốt một đường cũng muốn xuống xe hít thở một hơi mới vừa vươn một chân ra thì tạ chi phi đã nhảy xuống trước hắn đứng lại xoay người rồi vươn tay ra để ta đỡ xuống, chân của ngươi vẫn chưa thể dùng quá nhiều sức. Yến tam hợp, trong nháy mắt này, nàng cũng phát hiện, vị tạ tam gia trước mắt này quả nhiên cũng đã rung động với nàng. Ta cũng đi xuống. Tiểu bùi ra nóng này, bà đồng Yến đi xuống, lỡ như bị giá quỷ bay vào người thì sao? Hắn nắm lấy tay tạ chi phi thật chặt. Nhanh, kéo huynh đệ một tay. Tạ chi phi dùng sức kéo, tiểu bùi ra nhảy xuống xe. Nào, yến la hợp. Bàn tay kia cố chấp vươn tới, giống như không đạt được mục đích thì thể không bỏ qua. Yến tam hợp đặt tay lên, đến khi xuống xe thì trong đầu chợt trống rỗng. Cảm giác duy nhất là tay người này rất lớn, rất khô giáo, khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay như có một tầng kén mỏng. Theo lý thì đây không phải lần đầu tiên hai tay bọn họ nắm nhau, lúc giải tâm ma của quý lão phu nhân, tham mộ tĩnh trần, đều có đụng chạm. Nhưng xúc cảm rõ ràng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Yến Tam Hợp khẽ xoa lòng bàn tay với nhau. Lúc này, chỉ nghe từ xa truyền đến một tiếng còi nhẹ. Yến Tam Hợp xoay người, tìm được rồi. Tạ Chi Phi khẽ gật đầu, "Chuẩn bị trở về, không về." Yến Tam Hợp, "Đầu tiên tìm một nơi để hỏi thăm, sau đó bảo bà trực tiếp ra khỏi thành." Giáo Phường Ti không phải nơi khác nhiều hơn một người hay ít hơn một người đều sẽ ghi vào danh sách. Tiểu Bùi Gia đã mạo hiểm đưa người ra ngoài thì người này dù thế nào cũng không được xuất hiện ở Kinh Thành, nếu không thì chính là tai họa. Tạ Chi Phi khẽ mỉm cười. Đến bây giờ, mới thấy nha đầu này có chút hơi người, biết tính toán cho người khác. Yến Tam Hợp ngoài mạnh trong yếu. Người cười cái gì? Không có gì. Tạ Chi Phi đưa tay xoa đầu cô. Mềm lòng không phải ưu điểm, là nhược điểm yến tam hợp run rẩy trong lòng đỏ mặt khô khan nhả ra ba chữ làm việc chính việc chính là tạ chi phi thu tay về nhìn xung quanh ở đây hỏi đi nơi này âm u nhất cũng an toàn nhất được yến tam hợp đồng ý lập tức đi nhanh cách người này ra xa một chút chợt ngẫm lại dáng vẻ có tật giật mình này của mình rơi vào trong mắt hắn chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi không vì thế dưới chân lại khựng lại nàng nào biết được bùi tiếu đang một bước đi theo phía sau nàng nàng chợt dừng lại thì bùi tiếu bị dọa cho nhảy dựng cho rằng phía trước có cái gì bận Hét một tiếng rồi theo thói quen nhảy dựng lên lên lưng yến tam hợp trời đất chợt bất động hoàng kỳ già ơi thứ cặn bã ngài là mất mặt đấng nam nhi tạ chi phi cái gì thừa long khoái tế màu cút xéo đi yến tam hợp cút xuống Tiểu Bùi gia trải qua khoảng thời gian xấu hổ nhất đời, kinh hồn bạt vía nhất đời, nhảy khỏi lưng Yến Tam Hợp. Sau đó, vẻ mặt hắn vô tội nói: "Chuyện đó, lên cao mới có thể nhìn xa." Mọi người, lúc này, Chu Thanh và Lý Bất Ngôn một trước một sau đi tới, trên người Lý Bất Ngôn đang cõng một người. Lý Bất Ngôn đưa bà ta đến bên cạnh xe ngựa, Hoàng Kỳ vào trong xe lấy chút nước. Tạ Chi Phi nhìn Bùi Tiếu, Nhiến răng nghiến lợi nói. Minh Đình, người nghĩ cách đánh thức bà ta đi. Không cần, đến thời gian thì bà ta sẽ tự nhiên tỉnh dậy thôi. Hai đại cao thủ đồng loạt trở về, bùi tiếu chợt thấy đỡ sợ hãi, cũng quên mất chuyện mất mặt vừa rồi của mình, cười híp mắt nói. Bà lão này trên người toàn phân rãi, sao Lý Đại Hiệp cõng được lên người thế? Lý Đại Hiệp nhìn hắn một cái. Là bà ta tự nhảy lên đó. Tiểu bùi ra đám người còn lại. Nửa canh giờ sau, bà lão tựa vào một gốc cây đại thụ tỉnh lại, trong đôi mắt vần đục lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện, người này cũng không quá già, chỉ là lưng bị cong nên mới già nuôi như vậy thôi. Nơi này là bãi tha ma. Ngữ khi Yến Tam Hợp cực kỳ chân thành. Ngươi đột nhiên ngất đi, người của giáo phường ti cho rằng ngươi đã chết, chúng ta cảm thấy ngươi còn sống cho nên mới len lén theo tới đây. Bà lão không lên tiếng, trợn trừng mắt như là đang suy nghĩ mình đã chết như thế nào. Mục đích chúng ta đi theo ngươi là vì một người, ngươi hẳn là biết người này là ai. Yến Tam Hợp vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay bà lão. Quế Hoa, ngươi nói cho chúng ta biết về nàng có được không? Ánh mắt bà lão chậm rãi nhìn xuống, rơi vào trên tay hai người, sau đó lại chậm rãi nhìn lên, rơi vào trên mặt Yến Tam Hợp. Ngươi là ai? Ta là Yến Tam Hợp. Am Thủy Nguyệt mời ta tới. Yến Tam Hợp quyết định nói ra toàn bộ. Quan tài của tĩnh Trần không khép lại được, khi còn sống nàng có tâm niệm, một thời gian sau niệm sẽ thành ma, ta là người hóa giải tâm ma cho nàng, tục danh của tĩnh Trần ở giáo phường ti là Thệ Thủy. Thệ Thủy, thần sắc bà lão thoáng cây vỡ ra. chương 300, Quế Hoa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy gương mặt thoáng vỡ ra của bà. Quế Hoa quả nhiên có mối quan hệ không tầm thường với Thệ Thủy bây giờ phải xem làm sao để cậy miệng bà ta thôi. Yến tam hợp không dục nữa, mà kiên nhẫn chờ đợi. Một bà lão gánh phân hèn mòn, không phải là không có cơ hội kể chuyện cũ, mà bởi vì chẳng ai chịu lắng nghe lời bà. Nhưng dù là người hèn mọn, thì cũng có lúc luôn tìm người để tâm sự. Bà từng quen biết ai, đã trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành cái dạng này. Huống chi bà còn một người quan gia người già cho dù cầm khăn lau thì cũng có ký ức không xóa đi được, nếu không nói thì sẽ phải mang vào trong quan tài. Hồi lâu, đôi môi khô nứt của quế hoa giật giật. Am, Am Thủy nguyện ở đâu? Ở ngoại ô phía tây ngoại thành, là một nơi non xanh nước biếc. Yến Tam Hợp. Thệ Thủy xuất ra ở đó, rất được các ni cô hoan nghênh, thường giảng kinh Phật cho các bà, lão Am Chủ cũng không giảng kinh Phật tốt bằng bà, vì bà hiểu rõ tường tận thấu đáo đôi mắt đầy nếp nhăn của quế hoa lóe lên chút ánh sáng. Không đủ, Yến tam hợp tiếp tục thả con tép, bắt con tôm. Kinh Phật dù thâm diệu đến mức nào thì bà đều có thể ngộ ra, bà còn viết chữ đẹp, Kinh Phật bà chép ra các ni cô đều tranh nhau xin cho bằng được. Ánh mắt quế hoa lại sáng lên một chút, khóe miệng hơi mím, nở nụ cười đắc ý. Am Thủy Nguyệt không phải là nơi hương khói quá vượng, trai phòng của bà rất đơn giản, một bàn một ghế một giường, cuộc sống tuy kham khổ, nhưng bà lại rất thích thú. Yến Tam Hợp. Đúng rồi, bà có một dưỡng nữ tên Minh Nguyệt, cũng là một tiểu ni cô không ai muốn. Sau đó, bà còn giúp Minh Nguyệt tìm hồ hảo nhân ra hoàn tục. Thông qua lời kể của Yến Tam Hợp, một con người sống động dầm hiện ra trước mắt Quế Hoa. Hành động của người này rất khớp với người trong trí nhớ kia. Nàng luôn rất thông minh. Cửa ký ức một khi mở ra thì nước lũ sẽ phun trào đến. Khoảnh khắc thệ thủy vào giáo phường ti, Quế Hoa đang lau đèn cung đình. Bảy tám thị vệ áp giải mười hai tiểu nương tử, nàng liếc mắt một cái đã thấy được nàng. Những tiểu nương tử khác đều mặt xám xịt cúi đầu, thệ thủy lại sửa sang lại xiêm y trên người, yên lặng ngừng đầu. Chỉ một động tác này, Quế Hoa đã biết tiểu nương tử này không phải người bình thường tiểu nương tử bị thị vệ áp giải vào giáo phường ti, đều là người nhà của tội quan phạm tội. Từng là thiên kim đại tiểu thư, canh ngon nước ngon ở trong khuê phòng, mười ngón không dính nước dương xuân, đến nơi này, có mà mặt không xám như cho tàn. Ai còn có tâm tư sửa sang lại xiêm y? Nếu không phải đại đao sáng loáng trên tay bọn thị vệ thì những người này đã khóc thét lên rồi. Nàng thậm chí từng thấy có tiểu nương từ một chân vừa bước vào đã đập đầu vào vách tường may mắn thì đi đời nhà ma, xong hết mọi chuyện; xui xẻo thì sống giờ chết giờ, sau này còn bị đánh đập tra tấn không thôi. Tiểu nương tử vào giáo phường ti, chuyện đầu tiên chính là cởi sạch quần áo để cho ma ma kiểm tra. Người phụ trách kiểm tra thân thể những tiểu nương tử này tên là Lưu Ma Ma. Quế Hoa và Lưu Ma Ma có quan hệ rất tốt, mỗi lần tới người mới, Lưu bà bà đều để cho nàng ở bên cạnh nhìn ai mà chẳng tò mò những thiên kim đại tiểu thư kia sau cởi sạch thì thế nào. Thực ra xem nhiều cũng chán, nữ tử nào mà chẳng có những thứ kia. Thứ nàng muốn xem thật sự là biểu cảm của những tiểu thư kia khi cởi xiêm y. Có người xấu hổ phẫn nộ muốn chết, có người rơi lệ đầy mặt, có người nghiến răng nghiến lợi. Điều khiến Quế Hoa bất ngờ là, trên mặt thệ thủy lại chẳng có biểu cảm gì, sau khi cởi hết xiêm y thì ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước thật là mất hứng, Quế Hoa nghĩ thầm. Thực ra với nhãn lực của Lưu Ma Ma thì ai là xử nữ ai không thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết được. Giáo phường ti kêu các tiểu nương tử cởi quần áo, thực ra là đang cởi lớp phòng tuyến cuối trong lòng các nàng. Nơi này cũng không có quý nhân trên đỉnh Thanh Vân gì, thân phận của các ngươi là kỹ nữ, kỹ nữ thì phải cởi hết để ngủ với nam nhân. Nhóm tiểu nương tử đi vào cùng với thệ thủy đều là xử nữ, 12 người được dẫn đến Hồng Lâu giàn xếp. Hồng Lâu là nơi các mama dạy dỗ tiểu nương tử. Ở chỗ này không chỉ phải học cầm kỳ thư họa ca múa, còn phải học cách tiếp khách trên bàn rượu, hầu hạ nam nhân trên giường. Hồng Lâu ngoại trừ nhiều mama thì thứ nhiều khác chính là sự trừng phạt. Bị đánh, bị mắng, hoặc là để đói bụng vài ngày đều là trừng phạt nhỏ. Còn nhiều thủ đoạn âm độc mà người bên ngoài chưa từng dám nghe dám nghĩ, dùng bốn chữ để hình dung thì đó chính là sống không bằng chết. Các ma ma lúc con trẻ đều phải trải qua những điều đó cho nên không hề nương tay. Có thể sống được từ trong hồng lâu ra ngoài thì đến tiểu nương tử lúc trước chẳng dám liếc nam nhân một cái cũng thay ra đổi thịt thành tiểu yêu tinh mà thôi. Yến Tam Hợp dịu dàng hỏi. Quế Hoa, sao ngươi biết quy củ của giáo phường ti? Vì sao ngươi lại vào giáo phường ti thế? Quế Hoa ngây ngốc đáp. Ta sinh ra ở giáo phường ti, yến tam hợp kinh ngạc nhìn bà sinh ra ở giáo phường ti vậy cũng chỉ có một khả năng mẫu thân của bà là tiểu nương tử của giáo phường ti sau một đêm xuân với khách thì có đứa bé này trên lưng có một ngón tay chọc chọc nàng yến tam hợp quay đầu lại đối diện với đôi mắt thâm trầm của tam gia yến tam hợp hiểu ý của hắn nếu quế hoa sinh ra ở giáo phường ti lớn lên ở giáo phường ti vậy chắc chắc biết rất nhiều chuyện cũ năm xưa phải hỏi thăm cho kỹ. Chỗ ngón tay chọc vào hơi nóng lên, tim yến tam hợp rung lên, thầm nghĩ. Ta cần ngươi dặn chắc, ngươi muốn kể chuyện xưa của ngươi không? Nếu không muốn nói, cứ tiếp tục nói về người đã khuất thôi. Chuyện của ta không có gì đáng nói, nương ta không phải đại hộ gia đình gì, bà được mua từ bên ngoài vào giáo phường ti, cha ta là ai, nương ta cũng không rõ lắm. Quế hoa cười nhạo một tiếng. Bà bị bệnh hoa liễu mà chết, lúc ra đi hạ thân đều thối sữa, mùi hôi thối ngút trời. Yến tam hợp hít sâu một hơi. Vậy ngươi, trước khi chết nương ta đã nắm tay ta dặn dò, thà rằng làm nô tỳ cả đời cũng đừng làm việc dạng chân kia, nếu không chẳng thể chết tử tế được. Cho nên, ngươi làm nô tỳ cả đời ở giáo phường ti. Quế hoa không trả lời. Khi con người nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt luôn mang theo một chút buồn bã xa xăm. Nàng kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp không biết nghĩ tới cái gì lại cười nhạo một hồi, sau đó truyền đề tài. Thệ thủy ở trong hồng lâu đã chịu rất nhiều đau khổ, dáng dấp xinh đẹp thì có ích gì, cũng bị người khác ức hiếp thôi. Yến cô nương, cô có biết trên đời này người nào ác nhất không? Yến tam hợp lắc đầu. Nữ tử, sự ghen tị của nữ tử. Yến tam hợp. Ừ. Một tiếng. Quế hoa. Người biết toàn bộ giáo phường ti, ai là người ghen tị với nàng nhất không? yến tam hợp ai phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn